Xin chào các bạn. Trong video này, Flycampro.vn sẽ hướng dẫn các bạn các bước cần kiểm tra trước khi cất cánh cho Phantom 4. Phần 2. Kiểm tra linh kiện điện tử. Trước tiên, bạn hãy gắn thiết bị di động lên tay điều khiển và kết nối cáp USB. Bật nguồn tay điều khiển bằng cách nhấn nút nguồn một lần, thả tay, nhấn lần thứ hai và giữ vài giây. Tương tự, bật nguồn máy bay bằng cách nhấn nút nguồn một lần, thả tay, nhấn lần thứ hai và giữ vài giây. Sau khi máy bay được bật nguồn, hai đèn LED phía sau sẽ bắt đầu nháy luân phiên đỏ, xanh lá, vàng, nghĩa là máy bay đang tự kiểm tra hệ thống. Bộ ổn định gimbal và camera cũng tiến hành tự kiểm tra. Camera sẽ tự xoay mọi hướng trước khi đứng yên. Sau khi kết thúc quá trình tự kiểm tra, máy bay sẽ vào chế độ khởi động và đèn từ từ nháy vàng. Bây giờ bạn hãy vào ứng dụng DJI GO để chắc rằng bạn có thể nhìn thấy hình ảnh từ camera. Hãy cùng Flycampro.vn thử học cách khởi động và dừng motor trước khi gắn cánh vào nhé. Trên tay điều khiển, bạn hãy sử dụng lệnh CSC để khởi động và dừng motor. Để khởi động motor, bạn kéo cả hai cần điều khiển xuống dưới vào góc trong như thế này. Một khi motor quay, hãy lưu ý rằng motor phải quay mượt mà và không phát ra âm thanh lạ. Nếu bạn nghe âm thanh lạ, hãy ngừng motor và đem Phantom đến trung tâm sửa chữa ở số 15 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bước kiểm tra motor đã hoàn thành. Bạn có thể dừng motor bằng cách kéo cần điều khiển bên trái xuống thấp nhất và giữ 3 giây. Bây giờ để an toàn, bạn hãy tắt hết tất cả các thiết bị điện tử trước khi gắn cánh vào nhé. Trước tiên là máy bay, nhấn nút nguồn một lần, thả tay, nhấn lần thứ hai và giữ vài giây. Tiếp theo là tay điều khiển, nhấn nút nguồn một lần, thả tay, nhấn lần thứ hai và giữ vài giây. Bạn đã hoàn thành xong các bước kiểm tra linh kiện điện trước khi bay. Ở phần 3 tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị cất cánh. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu bạn cần hỗ trợ thêm về kỹ thuật, hãy gọi đến hotline tư vấn của Flycampro.vn theo số 1900 555 5512 bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.